Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 1 rồi, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 2, đó chính là đường kính và dây của đường tròn. Thì giống như các clip trước thì thầy sẽ quay và hệ thống hóa kiến thức cho các em ở trong cái phần này các em nha. Phần đầu tiên chúng ta cầm phải đi này, đó chính là cái việc so sánh độ dài của đường kính và dây các em nhé. So sánh độ dài của đường kính và dây, chúng ta ghi lại cái định lý sau. Thì trong các dây của một đường tròn thì cái dây lớn nhất đó chính là gì? Đó chính là đường kính. Nhớ thầy như vậy. Trong các dây của một đường tròn dây lớn nhất là đường kính, nhớ nhé. Dây lớn nhất là đường kính các em nhé. Ok, chúng ta có thể vẽ như này cái đường tròn tâm O, bán kính R này. Bán kính R thì chứng tỏ là đường kính của nó sẽ là 2R, có đúng thế nào? Đây em, ta có đường tròn tâm O, đường tròn tâm O. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có, ví dụ như chúng ta có cái đường kính, là cái đường đi qua tâm này, ví dụ như A, ở đây B, đường kính AB. Như vậy thì người ta nói là trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính, đây chính là đường kính AB, được chưa? Như vậy thì chúng ta có là ta xét cái đường tròn tâm O bán kính R, thì đây là R, thì đây cũng sẽ là R, thì AB nó sẽ là 2R, có đúng như nào? Như vậy thì chúng ta có là A thuộc đường tròn tâm O và B cũng thuộc đường tròn tâm O. Thì từ đây chúng ta suy ra cái đường kính AB này nó nhỏ hơn bằng là 2R. Còn nếu về dây, ví dụ như trên đường tròn này thì lấy một cái dây bất kỳ, ví dụ lấy dây CD đây, ví dụ đây một cái dây. Đấy. Đây là nếu như người ta học về cung thì CD này, cái này gọi là cung này, còn cái này chính là dây cung, được chưa nào? Như vậy thì trên nền vẽ thì ta có này, trên nền vẽ thì ta có AB nó sẽ lớn hơn CD, nghĩa là đường kính, sẽ là cái dây lớn nhất, được chưa nào? Đó. Ok, được chưa? Chúng ta đi sang phần 2. Một cái nữa rất là quan trọng để làm các cái bài toán, đó chính là quan hệ vuông góc. Phần này rất quan trọng em nhé, giữa đường kính rất là hay gặp trong các cái đề toán luôn, cái việc vận dụng cái định lý đường kính và dây, em nhé. Ok, ta có định lý 1. Thì trong một đường tròn, đường kính mà vuông góc với một dây thì nó sẽ đi qua trung điểm của dây đó, được chưa? Kim kim này là trong một đường tròn, đường kính vuông góc, đường kính vuông góc với một dây, bất kỳ nào đó, thì qua trung điểm của dây ấy, được chưa? Đó, chúng ta có thể vẽ hình vuông, minh họa vô nhá. Học này thì luôn luôn phải có compa các em, không có compa thì thôi bó tay. Thầy nói cái đề thi học kỳ 1 các em chắc chắn 100% là có đường tròn nha. Ta hết sức lưu ý á. Vô đây đường tròn tâm O. Rồi đây đường kính AB ha. Khi mà nó trong một đường tròn thì đường kính vuông góc với một dây. Đây, nó vuông góc với một dây này, bất kỳ nào đó. Ví dụ như nó vuông góc với dây CD thì nó sẽ đi qua trung điểm Y của cái dây đó, nghĩa là Y này sẽ là trung điểm của CD. Em hiểu không? Đó. Chúng ta có thể ghi trên cái hình này như sau. Chúng ta xét cái đường tròn tâm O bán kính R. Được không nào? Chúng ta có AB là đường kính, CD là dây cung. Dây cung. Nếu như mà AB vuông góc với CD tại Y thì chúng ta suy ra Y là trung điểm của CD. Em hiểu chưa? Đó, vậy thôi. Ở đây như vậy, ngay chỗ đây sẽ là vuông góc này. Đây là đường kính này. Đường kính này. Dây này. Đường kính mà vuông góc với một dây tại một cái điểm nào đó thì cái điểm đó chính là trung điểm của dây đó. Vậy thôi, định lý này rất quan trọng. Được không? Ta xem một xíu nè. Xem lại. Sau đó chúng ta sẽ đi cái định lý 2. Ở phần 1 thì các em chỉ việc nhớ là đường kính là cái dây lớn nhất. Được chưa? Định lý 2, định lý 1 thì nếu mà đường kính mà vuông góc với một dây thì nó sẽ đi qua trung điểm của dây đó. Tiếp tục em, ta đi sang định lý 2 nha. Định lý 2 nghĩa là nó sẽ ngược lại với cái em này. Trong một cái đường tròn á, mà nếu mà như mà cái đường kính này này, đường kính này nó đi qua trung điểm, nó đi qua trung điểm của một cái dây thì nó sẽ vuông góc, thì nó vuông góc với dây đó. Em hiểu không? Nếu như vuông góc thì đi qua trung điểm, mà nếu đi qua trung điểm thì vuông góc. Ok, vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái định lý 2, khá là quan trọng. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây, không đi qua tâm. Không đi qua tâm thì vuông góc với dây đó. Chúng ta có thể vẽ hình minh họa, ghi giải thích kết luận phần này vô. Được em. Chúng ta có đường kính AB, nó đi qua trung điểm của cái dây CD ở đây. Y này chính là trung điểm. Thì khi đó chúng ta suy ra AB sẽ vuông góc với lại CD. Vậy thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi là xét cái đường tròn tâm O bán kính R. Chúng ta có AB là đường kính, CD là dây cung, và cái tâm O này này, cái tâm O này nó không thuộc cái anh CD, nghĩa cái tâm O này nó không có thuộc cái dây này. Các em hiểu nè. Y là trung điểm của CD. Được chưa nào? Và đồng thời Y nó thuộc cái anh gì em? Cái anh AB. Từ đây chúng ta suy ra cái anh AB sẽ vuông góc với lại CD tại Y. Vậy thôi. Định lý 2. Đó. Được không nào? Nó thầy nói các em là khi chúng ta học, chúng ta phải học thuộc các định lý. Nếu như toán đại thì nó sẽ có công thức để các em tính, nhưng mà ở toán hình đó, thì nó không có công thức, mà bù lại thì nó lại có tính chất, định lý, định nghĩa. Và từ đó chúng ta có thể làm được bài tập. Nên là nó khó ở chỗ đó thôi. Đa số chúng ta bị yếu môn hình là như vậy. Chúng ta phải vẽ được hình, hình dung được hình, và vận dụng định lý nào để chứng minh. Cái điều đó rất quan trọng. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Thầy chúc cho các em học tốt. Bye bye. Ok. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em phần bài tập bổ sung.